Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình nhá. Mình là Mr. Vidợn ơi. Và ngày hôm nay thì như vlog ngày hôm trước, mình cũng đã giới thiệu cho bạn xem gọi là điều bí ẩn sắp xuất hiện trong Gaming House của Hero Team. Thì ngày hôm nay có lẽ là điều bí ẩn đấy cũng đã gọi là xuất hiện rồi. Và bây giờ cùng xem điều bí ẩn đấy nó như thế nào và hoàn thiện trong nó sẽ ra sao, thì bạn hãy nhớ là xem từ đầu đến cuối vlog này nhé. Và bây giờ thì mình cùng với các bạn sẽ cùng nhau đi lên khám phá xem là cái nhìn đầu tiên, gọi là first look về shop của Hero trông nó sẽ như thế nào. Ở kia có ai đứng không? Sao đứng canh cửa em không? Em đứng em làm bảo vệ nè. Ai muốn làm bảo vệ? Ở đây thì mình thấy còn thiếu một cái nữa. Đấy là đáng nhẽ là ở bên ngoài này phải có một cái biển. Nếu như bạn nào đã xem cái vlog lần trước của mình rồi thì mình đã xong cửa hàng rồi bạn ạ. Và đáng nhẽ là phải có thêm một cái tấm biển nữa ở trên này. Thì cái biển này chắc là thời gian tới chúng mình sẽ làm. Thì cửa hàng ngày hôm nay cũng đã xong rồi. Nói chung là chúng mình với đây khoảng đâu đấy là hơn 2 tháng rồi thì chúng mình mới xong cửa hàng các bạn ạ. Và bây giờ sẽ cùng để xem là cái nhìn đầu tiên về cửa hàng của tụi mình sẽ nhào, thì mình mời các bạn tham gia Shop Hero với mình nhá. Các bạn sẽ là những vị khách đầu tiên, là những người đầu tiên được nhìn Shop Hero với mọi người. Ok. Hello. Hello mọi người. Xong chưa? Còn kệ nữa hả? Sao xong chưa? Bây giờ cái góc này mọi người định làm gì trong này đây? Lại còn có một cái kệ nữa anh để Ok. Ủa cái này người ta chưa sửa lại cho mình à? Cái này nó bị long này. Dạ chưa, lại chưa xong. Ok. Hôm trước thì mình vừa quay các bạn xem cái Shop Hero của mình khi mà nó gọi là đập tùm lum và tháo dỡ và phải sửa lại rất là nhiều thứ các bạn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì thấy cũng hòm hòm rồi. Các bạn nhân viên đã rất là mệt mỏi, vất vả để có thể gọi là dọn sạch shop này, chứ còn hai hôm trước thì nó rất là bụi. Và các bạn có thể nhìn thấy là ở bên cửa này có hai bạn Noel canh này, ban ngày nhìn các bạn rất là đáng yêu đúng không ạ? Ban ngày nhìn hai bạn ấy rất là xinh. Mặc cái áo trông cute giống như hai bạn bé vậy đó. Nhưng mà ban đêm thì hai bạn ấy không dễ thương xíu nào đâu mọi người. Ngày hôm qua mình lấy đồ Grab và lúc đấy mình đang ở trong toilet. Thế là mình bảo anh Grab là: "Anh ơi, anh để đồ cho em ở ngay trước cửa ấy, xong rồi em sẽ lấy và em sẽ xuống em lấy sau vì em đang trong toilet đang tắm." Thế là anh Grab anh để cái đồ ở đây các bạn này, để đồ ngay đây. Thế là lúc tối ngày hôm qua tầm khoảng ấy cỡ khoảng 12 rưỡi đêm, mình lên mình lấy đồ các bạn. Mình xuống lấy đồ. Thế là mình vừa xuống cái mình ngẩng lên mình thấy hai bạn này đứng ở hai bên cửa mình. Mình mém tí nữa là mình lăn đùng ra mình ngất rồi. Trời tối không có một cái đèn nào cả mà mình thấy hai thanh niên này đứng canh ở cửa, nên là chắc là thời gian sau mình sẽ phải để ý hơn, hoặc lâu dần rồi mình sẽ quen thôi. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là ở cái vlog trước thì những cái kệ này nó vẫn còn đang trống và vẫn đang bị gọi là dịch chuyển tùm lum ở trong cửa hàng, nhưng mà ngày hôm nay thì đã được bê hết lên kệ rồi. Các bạn nhìn thấy không? Đã được để ở trên hết trên kệ rồi, và đồ hiện tại đồ của Hero cũng đã được để lên trên này rồi. Ê, cái này là cái gì ta? Cái này là cái đợt mà chúng mình làm cái vlog cho bên Vinamilk thì cái này vẫn còn đấy bạn này. Mốt là để cái này ra làm sự kiện thì rất là hợp lý, hoặc là để ở ngoài trước cửa của mình. Thì trên kệ hiện tại đã lên hết đồ rồi, mọi người nhìn thấy không? Rất là nhiều đồ. Và đây là vẫn còn những cái con mà mô hình đúng không? Đây là cái con mô hình. Oh, đây là cái hộp này hiện tại là chuyển thành hộp mô hình xếp của Hero Team. Để đây các bạn có thể nhìn thấy nè. Những cái hộp này thì chúng mình, do là chúng mình đồ chúng mình tự sản xuất thôi, nên là khi mà chúng mình làm những cái figure nó vẫn còn thừa hộp, còn dư hộp thì chúng mình dùng để chúng mình đựng mấy cái lắp ghép mô hình này cho nó đỡ tốn chi phí. Thì nó cũng rất là đẹp, và cái hộp này thì rất là đắt tiền. Hộp này thực sự rất là đắt tiền, để mà sản xuất một cái hộp đẹp như này thì nó cũng không phải là dễ bạn ạ. Đó, và ở trong này thì hiện tại là Lego, còn mấy cái figure này thì chúng mình bán hết từ lâu rồi. Rồi, và ngoài ra nữa thì ở trên kệ thì các bạn có thể thấy là có rất là nhiều những cái phiên bản gối. Cái gối này là phiên bản V2 này. V2 phiên bản này vẫn còn là cái này là hàng hiếm này, bởi vì thực ra là phiên bản V2 này chúng mình cũng đã ngưng sản xuất rồi và nó chỉ còn bán những phiên bản V3 thôi. Đây là gối phiên bản V3 của chúng mình, nó rất là đẹp. Rất là đẹp và các bạn có thể cho tay vào trong này được. Đó, Shop Hero hiện tại đã trưng lên rất rất là nhiều đồ các bạn ơi. Và ở bên này thì có ba lô của Simmy này, rồi gối ôm gấu râu này, của Sim này, của Sam này. Ôi, một cái áo mới này. Ôi, áo này cute. À không, áo này áo cũ chứ. Áo này áo cũ, ok. Áo này phiên bản, à không, phiên bản mới chứ. Đây là áo phiên bản mới này. Áo này áo phiên bản mới. Rất là đẹp. Ủa, có... Đây, thế rồi. Đây rồi đây các bạn. Áo phiên bản mới, hình vẽ hoàn toàn mới các bạn. Nhìn rất là đẹp. Bây giờ mình mới nhìn thấy luôn các bạn, bởi vì ngày trước chúng mình ở xa shop quá nên chúng mình không nhìn ra luôn á. Ở bên này thì có rất là nhiều những cái mô hình lắp ghép của Sim, Sam. Đây, có cả chữ đảo gấu tuyết luôn các bạn. Nguyên cái hộp này là đảo gấu tuyết các bạn. Cả cái hộp này này là toàn bộ trên này là mô hình là đảo gấu tuyết không thôi đó. Và nếu mà các bạn nào mà lắp ghép hình Simmy, Sammy xong thì có thể để lên trên đảo gấu tuyết này. Nó sẽ rất là đẹp. Nó sẽ kiểu nó có một cái background cho cái con tượng của mình đứng các bạn. Shop rất là sáng tạo trong việc mà sản xuất đồ rồi. Còn bên này thì là những cái đồ mà không
phải là mang hình ảnh của Hero Team mà mang những cái nhãn hiệu khác. Ở đây trên này thì mình thấy có rất nhiều những cái ba lô này. Ba lô này thì các bạn nào mà tầm khoảng cấp 2 thì sẽ ok hơn, còn những bạn nào học cấp 1 thì sẽ sử dụng mấy cái đồ mà trông nó cute hơn, nó có nhiều hình này các bạn này. Đây này, mấy cái hình nhỏ này chắc mình nghĩ cấp 1 thôi, chứ còn cấp 2, cấp 3 các bạn nên đeo những cái ba lô ở bên trên thì nhìn nó sẽ hợp hơn và nó trông nó ngầu lòi hơn. Ở đây thì mình thấy có rất nhiều mô hình của bên Mini World và những cái mô hình mà tượng figure nữa. Thì cái này là những cái mặt hàng tùy chọn mà khi bạn đến shop Hero thì sẽ có rất nhiều những cái mã sản phẩm khác nhau, chứ nó không chỉ đơn giản là bán đồ của Hero Team. Như ở bên dưới này thì mình thấy có những cái là đồ dùng học tập như bút các thứ, rồi bút xóa này, bút viết này và sổ rất là nhiều ở dưới này. Thì các bạn có thể sưu tầm nó ở dưới. Còn nếu mà các bạn muốn mua những cái mô hình khác thì ở đây các bạn... cũng có mèo này, có mèo đẹp vãi chuối. Cái này cũng đã được xếp rồi các bạn, và có rất nhiều những cái mô hình khác ở đây. Nó được bày bán ở ngay trên kệ của chúng mình, và khi mà các bạn vào trong cửa tiệm thì các bạn sẽ thấy. Hoặc ngày hôm trước thì mình có khoe cho bạn coi mấy cái con tượng này. Mấy con tượng này thực sự là mình chỉ dám ngắm thôi bạn, chứ mình cũng không dám gọi là mua về để lắp nữa, bởi vì là nó quá bự và nó có rất là nhiều chi tiết, và thực sự các bạn phải đủ đam mê dữ lắm thì các bạn mới lắp được những cái này, chứ còn nếu không thì chắc là lắp không nổi bạn ạ. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là dưới đất này này vẫn còn mấy cái con tượng, mà những cái con này đều là do các bạn nhân viên bên cửa hàng mình, các bạn ý phải lắp rất là lâu. Thì mấy con này mình nhìn thôi mình đã thấy nó lâu rồi bạn ơi. Và không biết là để mà hoàn thiện một cái con tượng này thì sẽ phải mất chính xác thời gian bao lâu các bạn, nhưng mà mình nghĩ nó phải tính bằng tuần hoặc bằng tháng mất. Bên này thì có rất là nhiều những đồ mới mà bản thân mình cũng mới thấy, bởi vì có lẽ là hàng này là hàng mới nhập về. Những cái bình nước, bình giữ nhiệt, những cái bình nước nó như là có mẫu của Toy Story này, bút này, rồi thậm chí là Hello Kitty, con này con gì đây mình không biết, Island à. Ồ, nhìn trông rất là đẹp luôn ạ. Và sắp tới những cái mặt hàng này sẽ càng được gia tăng nhiều hơn nữa, bởi vì là chúng mình không chỉ muốn là Shop Hero là một cái tiệm bán đồ của Hero Team, không phải, mà nó sẽ là một cái tiệm mà các bạn có thể mua được những món đồ và đồ chơi của các tựa game các bạn yêu thích, hoặc thậm chí là những cái món đồ khác nữa. Như ở bên này các bạn thấy không, có rất là nhiều những cái hộp đồ mang chủ đề là My World, đó là có chủ đề, đây là hình như group ở trong Adventure này, xong rồi có cả những cái hầm mỏ, rồi nói chung là nhiều lắm bạn, mình nhìn mà mình mê lắm luôn á, mình chỉ muốn lấy lên để mình lắp thôi, nhưng mà mình không có thời gian để ngồi lắp, nên bạn nào mà có thời gian thì có thể múc về mà ngồi lắp nha bạn. Ở đây có những con robot rất là đẹp, vừa là Transformer biến thành robot này, vừa là xe này, nhìn chung đẹp vắt cả chuối. Ngày xưa mà mình có mấy cái này chắc mình phải ngồi mình nghịch cả ngày luôn các bạn, nhưng mà hồi bé thì nhà mình rất là nghèo và thành ra là không có điều kiện để mua những sản phẩm này. Ui, hộp này của Mini World bạn ơi, rất là đẹp. Hộp đồ chơi xếp đồ Mini World, đây là con hình như đây, con này con tượng cổ này, và bên dưới là những cái nhân vật Mini World đang đánh tượng cổ, nhìn trông đẹp kinh khủng khiếp luôn. Ở bên này thì là lái xe, một chiếc xe như kiểu là thời kỳ cổ đại ấy, nhìn trông rất là cute. Và ở đây có một cái tiệm há cảo, sushi há cảo đó, theo mô hình gọi là lắp như kiểu mô hình xếp hình các bạn, nhìn trông cực cưng luôn. Và tất cả những đồ này đều là đồ chính hãng của Mini World hết, bởi vì cái này bọn mình phải nhập từ bên Mini World về. Bên này thì mình thấy có những bộ xếp hình nó nhỏ hơn, nó là xếp hình của 12 cung hoàng đạo này, hay thậm chí là có những cái món đồ chơi nhiều lắm, còn nhiều đồ chưa bày lên lắm, nên mà mất một thời gian nữa thì có lẽ mọi người sẽ xong. Đây là cái hộp Giáng sinh này các bạn. Cái hộp Giáng sinh này thì các bạn xếp lên sẽ được một cái như kiểu một cái quả cầu các bạn, và ở bên trong sẽ có một cái lồng kính, và các bạn có thể bày cái ông già Noel, ông già Tuyết bằng xếp hình ở bên trong nha. Nói chung là nhiều khi mà mình đi review shop mình không biết là mình đang review cái gì bạn, bởi vì nó nhiều đồ quá và mình kiểu cũng không có thời gian để mà mình ngồi mình chơi hết cái đồ chơi trong shop Hero, và đến tận bây giờ đồ thì vẫn còn đang chưa lên kệ hết cơ. Ở bên này thì quá trời đất là mấy cái thú, rồi mấy cái mô hình luôn. Ở ngoài đầu Hà Nội thì chắc là còn nhiều nữa các bạn ạ, bởi vì số lượng kho hàng của chúng mình thì khá là nhiều đồ mã sản phẩm và đa dạng để cho các bạn chọn. Rồi, nói chung là hiện tại là shop Hero cũng xong, gần như là xong rồi, và sẽ còn một số những cái hạng mục khác để làm cho nó đỡ chống nốt cái phía bên kia. Và đặc biệt là cái điều đặc biệt của cái shop Hero ở đây là nó ở ngay dưới chân gaming house của mình. Bọn mình ở trên và shop Hero ở dưới, nên là cứ cuối tuần mình định là sắp tới mình sẽ treo ở đây một cái bảng. Có một cái bảng nó sẽ để ở ngay góc này này các bạn. Cái bảng này thì sẽ đây nó như này này bạn ơi. Ở đây bạn có thể thấy là vòng quay may mắn đó, nhưng mà mốt là chúng mình sẽ để một cái bảng ở đây. Đây là biển của cái công ty cũ mà trước họ thuê ở đây này. Mốt là chúng mình sẽ bỏ cái biển này ra và treo một cái bảng có tên là giờ làm việc và giao lưu. Thì cái giờ đấy nó sẽ là cái giờ để chúng mình gặp các bạn, và nó sẽ được diễn ra mình nghĩ là tầm khoảng đối với buổi chiều của thứ bảy đi, thứ bảy hoặc chủ nhật, thì mình sẽ cho tất cả các thành viên xuống ngồi đây live stream và nói chuyện với các bạn, thậm chí là giao lưu chụp ảnh và xin chữ ký. Ngoài ra nữa thì chúng mình cũng có trong này cái kho, thì cái kho hôm nọ bạn nào mà xem cái vlog lần trước của mình rồi thì mình có giới thiệu cho bạn coi rồi. Thì hiện tại trong kho bạn nhìn thấy không, vẫn còn rất là nhiều đồ, và ngoài đồ ngoài Hà Nội bọn mình cũng chưa chuyển vào đây hết nữa, nhiều đồ lắm, tùm lum y xèo. Thì những cái đồ này thì chúng mình sẽ lên kệ dần ở bên ngoài kia để cho các bạn có thể tham quan.
và sẽ có một buổi mà chúng mình sẽ cần phải làm một cái lễ, nói chung là cái lễ về việc gọi là khai trương cửa hàng ở đây để cúng thổ công thổ địa nữa. Và sau đó thì chúng mình sẽ công khai cái địa chỉ shop này để cho bạn có thể đến, có thể gửi quà. Bạn nào ở xa thì có thể gửi quà đến đây, đến tận cửa hàng này luôn, thì chúng mình sẽ chỉ việc đơn giản là xuống và nhận thôi. Còn những bạn nào mà ở gần thì có thể qua bên cửa hàng mình và cũng như là mua sắm đồ và gặp gỡ và giao lưu với bọn mình vào cuối tuần nha. Cuối tuần thôi nha, chứ không phải là ngày nào cũng qua đâu nha. Qua ngày nào cũng qua là có những lúc mà chúng mình phải đi quay và bận, các bạn đôi khi chúng ta không gặp được nhau thì nó hơi buồn, và nó có thể là các bạn sẽ bị sang bên này và mất công ấy. Nên là mình sẽ treo một cái bảng bình thường, ví dụ chiều thứ bảy và chiều chủ nhật thì chúng mình sẽ có mặt. Rồi, và ngoài ra nữa thì nói chung là cũng hòm hòm rồi. Mình còn đang định có một cái ý tưởng các bạn ạ. Đấy là mình muốn là có một cái loa hoặc một cái gì đó, bởi vì mình rất thích là nếu như mà mình đứng ở đây các bạn và có một cái loa ở đây nó hỗ trợ mình thì sẽ rất là tốt, bởi vì mình muốn tất cả cái khu vực. Tại vì sao các bạn nhìn thấy không? Cameraman đứng ra góc. Rồi ok. Các bạn nhìn thấy không? Mình cố tình là để cho cái diện tích shop nó rất là rộng như này, bởi vì mình đã tưởng tượng đến cái việc là nếu như mà mình làm một cái sự kiện gì đó, hoặc là ngày hôm đó mình sẽ làm kiểu talk show, hoặc là mình sẽ ngồi nói chuyện với các bạn, hoặc là mình sẽ giao lưu với các bạn nhiều hơn, hoặc là đơn giản là tối ngày hôm đấy mình sẽ muốn gọi là hát cho các bạn nghe, hoặc làm một cái gì đó vào những cái event cuối tuần của Shop Hero tại trụ sở của Hero Team, thì mình sẽ cầm một không gian để cho ít nhất là khoảng đâu đấy 30-40 bạn ngồi gì đó. Nên là mình đã cố tình là mình để cho cái diện tích này nó rộng ra để cho bạn có thể ngồi quanh đây cùng với chúng mình ngồi nói chuyện. Còn nếu mà trong trường hợp nó rộng hơn nữa thì chắc là phải chạy ra ngoài và sử dụng cả không gian ở bên ngoài nữa, nhưng mà mình nghĩ là chưa đến mức đấy đâu. Hy vọng là sẽ được gặp các bạn trong thời gian sắp tới. Địa chỉ của Shop Hero là ở địa chỉ số 39 đường 37, khu đô thị Vạn Phúc. Ở trong video lần trước mình cũng có nói với các bạn rồi là mình sẽ công khai địa chỉ sớm thôi. Đây chính là địa chỉ của mình, 39 đường 37 nha các bạn, khu dân cư Vạn Phúc đấy, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu như bạn nào mà ở Thủ Đức hoặc là ở gần khu đô thị Vạn Phúc thì các bạn đã biết địa chỉ này rồi, thì các bạn chỉ cần đi xe đạp qua thôi hoặc là đi bộ qua thôi cũng được. Còn những bạn nào mà ở xa xa hoặc là ở trong khu vực Thủ Đức thì cuối tuần có thể cùng với ba má lên trên này chơi, thì bạn có thể đi qua tiệm của chúng mình để mua sắm đồ, sưu tập đồ đạc, và cũng như có thể có cơ hội để gặp chúng mình nữa vào những ngày cuối tuần. Và ở bên khu đô thị Vạn Phúc này thì sẽ có rất nhiều thứ để các bạn chơi. Nó sẽ có nhạc nước này, sẽ có những sự kiện đại hội âm nhạc này, sẽ có phố đi bộ để cho các bạn chụp hình này, rất nhiều thứ khác. Và nếu như các bạn tiện đường đi qua đây thì có thể qua thăm chúng mình nhé. Và cửa hàng chúng mình sẽ mở ở đây là từ thứ hai đến tận chủ nhật, gần như là mở cả tuần. Và những ngày cuối tuần thì sẽ rất là đông, nên là và chúng mình sẽ làm sự kiện vào tầm khoảng chiều thứ bảy cũng như là sáng chủ nhật. Nên nếu như mà các bạn nào qua thì có thể là sẽ theo dõi fanpage của Shop Hero để xem là cái lịch timeline làm việc của chúng mình như thế nào, và qua bên này gặp gỡ chúng mình nhé. Không thì mình sợ nhất là các bạn qua vào thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó, nó không phải là giờ của chúng mình có thể để chúng mình có thể tiếp khách, mà các bạn qua thì nó sẽ rất là mất công. Và hẹn gặp lại các bạn tại 39 đường 37, khu dân cư Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ có thể mua sắm đồ, gặp gỡ nhau ở đây, và hy vọng rằng sẽ được thấy các bạn trong những buổi khai trương hoặc những dịp cuối tuần cùng với cả Hero Team nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong video sau.